Rồi, xin chào lại quý vị và các bạn. Bây giờ mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về cây linh sam ha. Đây là cây linh sam mà cái video tối hôm qua mình mới đăng đó. Mình làm nửa chừng thì trời tối mình không có làm tiếp theo được ha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ tiếp các bạn cái phần mà ghép cho cái cây linh sam này ha. Thì trước đây mình cũng đã có video chia sẻ về ghép linh sam rồi ha, nhưng mà nó trôi xa quá rồi, bây giờ mình cũng chia sẻ lại với các bạn nào mà mới tham gia kênh ha. Thì ở đây đó mình sẽ chia sẻ với các bạn hai cái phương pháp ghép ha. Một là mình ghép chọt vào cái chi, hai là mình ghép chọt vào thân luôn cái cây ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi chọn cái bo ghép ha. Thì ở đây là cái cây linh sam Ninh Thuận, rừng Ninh Thuận ha, mà cây khai thác. Thì bây giờ mình sẽ do cái cây này nè, các bạn thấy gai nó rất là lớn ha, mà lá thì xấu, bông thì thưa đó. Thì chính vì vậy mình phải lấy cái giống nào đó nó hấp dẫn hơn, nó đẹp hơn và nó có nhiều ưu điểm hơn. Thì có một cái giống nó gọi là đa ưu điểm đó các bạn. Thì mình sẽ mời các bạn xem qua cái giống này ha. Rồi, ở đây là cái giống linh sam đa ưu điểm nè các bạn. Đây là cái giống này mình đã từng ghép vô một cái cây linh sam Ninh Thuận, cũng hàng khai thác mà nó có lũa nè các bạn. Thì cái giống này lá nó rất là đẹp ha. Lá nó không quá nhặt nhưng mà nó cũng khá là dày vậy các bạn. Cái lá nó cũng đẹp ha, lá nó dày nữa nè. Nó khi mà đủ phân, đủ nước thì nó lại xanh đen, xanh bóng luôn ha. Rồi hoa của nó thì rất là đẹp và cực kỳ thơm. Cây phát triển rất là mạnh luôn ha các bạn. Khi mà mình ghép qua giống khác nó cũng phát triển rất là mạnh luôn. Thì cho nên nó có cái tên mà đa ưu điểm, gai của nó thì nó cỡ này thôi. Nó tốt lắm thì gai của nó cỡ này, thì mình chỉ chịu khó mình bấm thôi. Linh sam thì nó phải có gai ha. Ngay cả lá rí như 86 hay là linh sam hạt gạo Tân Phú thì nó cũng có gai, nhưng mà gai nhỏ ha các bạn. Nó cá biệt thì cũng có một vài loại ngày nay anh em sưu tầm nó cũng không còn gai nữa, không có gai, nhưng mà chắc nó cũng không có nổi bật lắm cho nên nó cũng thị trường nó cũng ít nói tới ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chọn bo cho nó ha các bạn, bo để mình ghép ha. Thì ở đây nè, ở đây là mình thấy cái nhánh này nè, đó nó là cái nhánh nó không quá non mà nó cũng không quá già ha, và nó cũng vừa phải nè, nó cỡ chiếc đũa thì mình cỡ này mình ghép ngon nè, đó ghép nó dễ dính ha. Thì bây giờ mình sẽ cắt mình lấy cái bo đi. Rồi, cái bo vừa rồi mình lấy là mình sẽ ghép cho cái nhánh ha. Thì bây giờ mình ghép chọt thân thì mình chọn cái bo nó lớn lớn xíu, lớn hơn chút đi ha. Cái cỡ này để mình xem. Đây, cái bo này nè, ở đây đi. Cái này nó lớn hơn xíu nè, mình chọt thân đi cho nó mau ha. Thật ra cái bo nhỏ đó cũng được thôi, nhưng mà mình lấy cái bo lớn mình, tại cái ngọn đó mình nói nó sẽ nuôi nó lâu á, nuôi cho nó lớn á, thì mình lấy cái nhánh lớn một xíu cho nó mau lớn ha, mau phát ha. Rồi, trước hết bây giờ mình chia sẻ cách ghép chọt vô cái chi đi ha. Cái này nó dễ hơn là cái phương pháp ghép vô thân ha các bạn. Thì bây giờ mình thấy có cái chi đây nè, nó cũng tương đối, nó cỡ về là mình ghép được, hoặc là nhỏ hơn xíu này cũng ghép được ha. Thì bây giờ mình muốn ghép tới đâu á thì mình sẽ cắt ngang tới đó đi ha. Thì thường á, là mình cố gắng làm sao cho cái bo ghép của mình vô đây nó càng thấp càng tốt, để sau này nó không có bị phù á các bạn. Nó phù là do cái cây linh sam đa ưu điểm á, nó phát triển rất là mạnh ha. Nó phát triển nhanh hơn cái nhánh của cái cây chủ này ha. Đó, thì mình cố gắng mình làm sao cho nó sát ở dưới đây luôn càng tốt ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt, mình lấy bo. Nãy mình cắt một cái nhánh ha, bây giờ mình lấy tới đây đi.
cái đây mình bỏ đi ha, bỏ luôn đi. Cỡ này thì mình làm nó cũng nuôi nó cũng nhanh nè các bạn. Bây giờ rồi bây giờ mình sẽ gọt. Mình quên đem con dao gọt giấy rồi, con dao này nó không được bén lắm. Nãy đi vội quá quên cầm theo con dao gọt giấy hoặc là dao lam. Mấy con dao này nó hơi bị lục. Rồi ở đây á, mình sẽ chọt nó vô các bạn. Các bạn chú ý là mình cái nhánh này nó lớn hơn cái bo nè, nó lớn hơn cái bo ha, thì mình rọc xuống nó mép mép hoài cái gỗ ha, giữa cái gỗ với lại cái vỏ các bạn thì nó mới dính được ha. Thì cái cây nó có giữa cái gỗ với vỏ nó có cái lớp màng nhầy vậy các bạn, người ta gọi là cái lớp li be đó. Thì cái cây mà ghép để dính được với nhau là do hai cái lớp li be của cái bo và của cái nhánh này nè, nó dính lại ha. Cho nên mình cố gắng làm sao mà mình chẻ làm sao đó, cho hai cái lớp này nè nó dính lại với nhau thì nó mới dễ dính ha các bạn, nó tiếp xúc được với nhau ha. Rồi mình dùng sợi dây nè, mình cột lại ha. Các bạn mình xin nhấn mạnh lại là cái nhánh ghép với lại cái bo ghép á các bạn, nó sở dĩ nó dính được với nhau là nhờ cái lớp li be á, là cái lớp nhầy nhầy nó giữa cái gỗ với lại cái vỏ cây á các bạn, thì nó mới tiếp xúc được với nhau, nó mới dính được ha. Thì cái đó là cái cơ bản đó các bạn cần nắm để mà khi mà các bạn ghép cây ha. Người ta gọi là cái nhựa cây đó các bạn. Rồi mình dùng cái bịch ni lông nè, mình lộn ra đi, rồi mình chùm lại ha, chùm cột lại. Rồi như vậy là mình chờ ngày thôi. Mình đã ghép xong một cái nhánh đây rồi ha. Giờ mình sẽ chia sẻ tiếp là ghép chọt vô thân ha các bạn. Các bạn xem ở đây mình cũng đã chọt vô thân cho nó một cái nhánh linh sâm tím than rồi nè, thấy chưa? Đó. Khá là lâu nhưng mà mình không có dọn ở trên á cho nên nó không có phát được ha, hoặc là như ở đây nè. Các bạn xem mình cũng đã chọt cho nó dính một cái nhánh linh sam này, là linh sam trắng linh thuận nè các bạn. Ở đây nè, hai bo hai bên luôn nè. Hai bo hai bên là mình chọt nó đã dính rồi ha. Nhưng mà giờ mình không có chơi giống này nữa. Bây giờ mình chuyển qua mình ghép cái giống đa ưu điểm ha.
Giờ cái này là mình ghép mình để ngoài trời ngoài nắng mưa luôn các bạn, cho nên chút nữa mình phải lấy đồ mình che cái bo này lại nha. Còn đối với mình ghép vô thân thì mình sẽ có cách khác nha các bạn. Rồi mình cũng vừa ghép xong một cái bo phía sau luôn ha các bạn. Nó cũng tương tự như cái bo lúc nãy ha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái vị trí mình làm cái ngọn cho cái cây luôn ha các bạn. Thì như mình đã từng chia sẻ trong cái video hôm qua đó, thì mình sẽ bây giờ làm cho cây lùng lực ha các bạn. Thì sau này mình sẽ lấy cái ngọn ở chỗ này nè. Ở đây cái chi số 1 đoạn đây lên thì nó qua tới đây, nó nằm chỗ này ha. Thì mình nói cái ngọn chỗ này ha các bạn. Còn khúc lên trên lên đây là mình bỏ hết. Sau này mình sẽ làm lũa ha. Thì tạm thời mình chưa có xử lý cái phần này để cho nó dẫn nhựa nó nuôi cho mấy cái bo này ha. Khi mà mấy cái bo này nó dính á, nó dính lại thì mình bắt đầu mình sẽ lột, mình bỏ cái phần vỏ phía trên ha các bạn. Rồi ở đây thì tương đối mình sẽ lấy chỗ này đi ha, mình sẽ ghép cái chỗ này đó, làm dấu sẵn ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy là mình cắt cái bo trước rồi mình mới tách tới đây ra mình chọt vô ha. Rồi từ cái nhánh nãy mình cắt á, mình lấy được cái bo này ha các bạn. Mình lấy ở chỗ cái chảng ba này luôn đi, sau này nó có nhiều cái cho mình sử dụng hơn thì mình sẽ nãy mình làm dấu ở đây nè, mình sẽ chọt như đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ gọt cái bo đi, tương tự mình cũng gọt cái bo. Cái này lớn lớn xíu cho nó nuôi cho nó lẹ. Rồi mỏng mỏng về được rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tách đây ha, cắt ngang cái đi. Nó hơi cứng. Cái cây này cái vỏ nó hơi sát đó các bạn, mình cũng cố gắng mình tách cho nó lên ha.
làm sao mà tách ra được cái vỏ cho nó nguyên nguyên đó các bạn. Nó cái vỏ nó mỏng, nó sát quá. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chọt cái bo vô. Chúng cái cây linh sam này cái vỏ nó hơi mỏng. Rồi sử dụng cái dây ni lông mình cột lại nha, cột siết nó lại các bạn, ở đây nó hơi bị cứng nè, siết nó lại. Đáng lý ra mình phải làm buổi chiều mát các bạn, mà chiều nay mình có công chuyện mình không có làm được, mình làm buổi sáng mà nó hơi trễ nên trời nắng quá. Tốt nhất là làm buổi chiều mát ha các bạn, bây giờ tại vì nắng lên nè. Do cái bo các bạn nó hơi lớn, nó cứng đó các bạn, mình sợ nó ôm vô cái cây nó tiếp xúc không được cái da, nó hở có khoảng hở nè, nhìn vô nó có cái khoảng hở trong đây nè. Thì bây giờ mình sử dụng cái sợi dây nhôm đi, mình siết nó vô một chút. Cái dây ni lông này rút vô thì sợ nó đứt luôn các bạn. Dùng sợi dây nhôm này đi. Cũng còn hở một chút ta, khó siết vô ha, khó ép vô. Rồi mình mới vừa cạy bớt cái vỏ ra các bạn, cho nó ép sát vô ha. Cái càng sát vô nó ôm càng sát thì cái tỷ lệ mà nó dính càng cao ha. Rồi đó cái trường hợp này nè các bạn, mình sẽ không có chùm bịch ni lông ha, mà mình sử dụng cái màng PE này nè để mình quấn ha. Và mình cũng không có che luôn các bạn, mình quấn cho nó vô thân luôn. Quấn ép vô thân luôn nha. Cố gắng kéo kéo căng cái màng PE ra một chút.
mình quấn cỡ 4-5 lớp là được rồi các bạn. Rồi màng này nó mấy màng này nó bung nó bật ra thì mình cột xi dây lại đi. Rồi như vậy là mình cái này là xong rồi, nó để ngoài trời luôn ha, không cần phải che, nhưng mà hai cái này phải che nè các bạn, để mình lấy đồ mình cột mình che lại luôn ha. Rồi các bạn sử dụng cái chậu đi thì mình chụp lại. Lâu lâu rồi mình mở ra mình kiểm tra xem nó ra lá mới chưa ha các bạn. Ra lá mới rồi mình xé cái bịch ni lông từ từ ha. Các bạn lưu ý là khi mà nó ra lá mới các bạn xé ra từ từ thôi, chứ không có mình tháo một lúc ra ha. Rồi mình xé ra một chút rồi 2-3 ngày á, rồi mà xé ra xong rồi mình vẫn chụp lại cái chậu nhựa này ha. Rồi 2-3 ngày sau á thì mình mới xé tháo cái bịch ra hoàn toàn, nhưng mà mình vẫn chụp này lại thêm vài ngày nữa là mình mới bỏ ra hẳn ha. Chú ý là vẫn để ý cái cây mà xem cái nó có phát triển tốt bình thường hay không ha, nếu mà nó mà có dấu hiệu gì không tốt thì là thua nha các bạn. Rồi ok, bên đây thì mình cũng làm tương tự như cái bên đây thôi ha. Đây mình xin kết thúc video tại đây. Rồi sau này có cập nhật thêm thì mình sẽ cập nhật cho các bạn sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hữu ích thì cũng xin các bạn cho mình một like để khích lệ tinh thần ha. Rồi một lần nữa xin chào các bạn.